Chào các bạn đã quay lại với học cơ khí. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh extend dùng để kéo dài những đối tượng bị thiếu trong sketch của SolidWorks. Rồi, đầu tiên chúng ta tạo một file mới. Tạo một file mới ha. Rồi, trên mặt run tạo một sketch. Bây giờ mình sẽ vẽ những cái đường line như thế này. Giả sử như mình có một số cái đường line như sau ha. Rồi, mình có một cái cung tròn như thế này. Mình có một cái cung tròn đi qua 3 điểm chẳng hạn đi. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, ok, mình sẽ có những cái đường như vậy. Những đường như vậy ha. Và mình sẽ tạo thêm một cái đường thẳng nữa. Mình tạo thêm một cái đường thẳng nữa đi xéo từ đây lên đây. Rồi, như thế này. Thì cái lệnh kéo dài đối tượng của mình á, hay còn gọi là lệnh phóng đối tượng á, phóng đối tượng của mình ra, thì các bạn sổ cái lệnh trim này ra ha, sổ cái lệnh trim này ra nè, các bạn chọn cho mình là lệnh extend, lệnh extend, thì cái lệnh này nó sẽ không có bên tay trái, nó không có gì hết. Chúng ta muốn phóng đối tượng nào thì chúng ta sẽ chọn vào cái đầu của đối tượng đó. Ví dụ như cái cung này mình sẽ phóng cái đầu này, thì đưa về đầu này nó tích, đưa về đầu đấy là tích nha. Giả sử như mình phóng vào đây tích rồi, ví dụ như mình tiếp tục mình bấm vô đây thì nó lại kéo dài cái cung này về cho tới khi nào, cho tới khi nó chặn, có một đối tượng chặn lại, thì đây mình sẽ tích vô đây, nó sẽ chặn lại đúng không, mình lại tích rồi mình lại tích cho nó khép kín cái cung tròn này lại luôn được không, mình sẽ tích đó. Các bạn lưu ý một vấn đề này, trong Solid nó phân biệt hai loại, đó là cung tròn và đường tròn. Đối tượng chúng ta đang vẽ đó là cung tròn, thì khi ta phóng lại nó trở thành đường tròn thì nó sẽ không chịu ha, nó sẽ không extend, nó sẽ không có phóng thành cung tròn đó. Đó là một cái. Còn đối với đường line thì như thế nào, giả sử mình sẽ bấm vào đường line ha, mình bấm phóng lên. Rồi tiếp tục những cái đoạn này nè, mình bấm phóng lên nữa được không, mình bấm vô đây, nó sẽ không phóng lên đây mà nó sẽ tìm về cái hướng ngược lại. Tại vì sao vậy? Tại vì cái đoạn này là hết hết đối tượng chặn nó lại rồi, đi ra đây không có đối tượng chặn lại, mà không có ai chặn lại hết thì nó sẽ đi tới vô cực, cho nên nó sẽ ưu tiên ngược lại. Rồi ưu tiên ngược lại đúng không, ngược lại. Vậy nếu như mình bấm vào đây nữa nó cũng sẽ đi tới vô cực, đầu kia nó cũng sẽ tới vô cực, thì mình bấm vô nó sẽ báo lỗi ha, không có thể nào có cái đối tượng nào mà chặn nó lại được á, không có đối tượng gần gần nhất á ha. Vậy thì nếu như cái cung tròn ở đây á, thì chúng ta sẽ sử dụng, đó là mình chuột phải mình select mình thoát đi ha. Các bạn có thể là giữ chuột trái cho cái điểm này nè, trùng lại vô đây. Hoặc là gì? Hoặc là chúng ta có thể là control điểm này với control điểm này ha, bạn cho nó trùng vô ha. Rồi nhưng mà chúng ta sẽ giữ chuột trái, các bạn sẽ kéo về đây. Được chưa? Tôi giữ chuột trái và kéo về. Đó thì bây giờ nó trở thành một cái đường tròn này. Trở thành một cái đường tròn. Nguyên nhân vì sao mà chúng ta cho hai cái điểm đó nó trùng lại với nhau không được á, là tại vì á, khi mình cho điểm này với điểm này trùng lại với nhau, chọn ra một trùng á, thì lúc mà nó trở thành đường tròn này, các bạn thấy cái điểm đó nó bị tiêu biến không? Đó, cái điểm này nó bị tiêu biến, cho nên là nó không cho chúng ta chọn cái kiểu là control và chọn hai điểm nó trùng nhau, mà chúng ta sẽ giữ chuột trái kéo thả về cái điểm đó thì điểm nó tiêu biến ha, nó thành cái đường tròn. Rồi, trong cái lệnh trim ở cái video hôm trước, trong video hôm trước là có lệnh trim, giả sử nha, giả sử mình lỡ mình chọn power trim, mình gạch qua khúc này à, các bạn sau đây các bạn tắt cho mình cái tính năng là keep trim này nè, mình control z lại nè, control z lại nè, mình chọn trim nè, các bạn tắt cho mình tính năng là keep trim at condition đây à, at condition geometry này ha. Thì lúc này mình chọn power trim, mình gạch qua đối tượng này phải không, mà mình muốn phóng lại, mình muốn phóng đoạn từ đây phóng lên đây, thì chúng ta sẽ đè phím shift xuống. Rồi mình sẽ đè phím shift xuống và chúng ta gạch qua cái đoạn này, giữ chuột trái mình gạch qua cái đoạn này, các bạn sẽ thấy cái từ này nó sẽ phóng lên đây ha, phóng kiến lại. Mày làm lại nha, giả sử như mình cắt cái đoạn này đi, cắt đoạn này bỏ đi, mà ví dụ như mình muốn phục hồi lại cái đoạn đó, thì chúng ta sẽ đè phím shift, chúng ta sẽ cắt ngang qua vị trí này, cắt ngang vị trí này thì nó sẽ phóng tới, được không? Rồi à, mình sẽ cắt cái đoạn này đi. Ví dụ như mình muốn phóng đoạn này, họ phóng đoạn này cũng được, cắt giữ ship gạch ngang qua đây cũng được, họ giữ ship gạch ngang qua đây cũng được, giờ giữ ship gạch ngang qua đây đó, thì nó sẽ phóng lại, thì nó là một cái hướng tắt
trong kết hợp trong cái lệnh trim luôn. Còn nếu như bạn nào muốn sử dụng cụ thể thì các bạn sẽ chọn cho mình đó là lệnh extend, số trim ra chọn extend, giống như đầu giờ đầu video mình có hướng dẫn các bạn extend. Rồi, ok, hẹn các bạn ở video tiếp theo.